chào tạm biệt, xin kính chào các bạn. Hôm nay mình xin được làm video để giới thiệu cho các bạn một dòng xe đạp mới và đang được rất nhiều mác đưa đón. Sau mình đó là một chiếc xe Bulling chiếc xe đi 2.0 nha các bạn. Mới biết anh mọi người sau mình vừa về và hôm nay mình cũng vừa cuối cùng tập phò và chuẩn bị test cấu hình cho bạn coi. Và nước sơn nó là nước sơn mới này, nó này là mới nhất 2020 luôn. Đây là chiếc xe Bulling 2.0 nhá, mua lên ở đây. Đây là sơn nhám nhá, sơn này thì nó được sơn bằng hai lớp sơn tĩnh điện cao cấp, chống sức chống hàn gì cực tốt. Đây cái tem clear chống không ở đây nha các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì cái bộ đề của nó nâng cấp lên là bộ đề Shimano Tunay bản mới nhất 2020 nha bác, Shimano Tunay TX ạ. Ok, okay bạn nói quay từ từ đấy nha. Và phanh này là phanh đĩa nha các bạn. Đây, phanh đĩa nó là phanh đĩa nguyên zip nha các bạn. Đây. Và mẫu mã từ sơn nó này, thiết kế nó làm kiểu là sang chảnh thì rất là khỏe luôn nha các bạn. Ok, sau đây mình sẽ test cái bộ đề cho bạn coi luôn. Test và chỉnh đề thôi. Con này cũng đã có một bác ở Sài Gòn mới đặt và mình cũng chuẩn bị test cấu hình để chuẩn bị gửi cho bác. Ok. Sau và đây là bộ đề trước, đề trước thì gồm có 3 đĩa nhé các bạn. Đây, có 3 chế độ, nó cũng rất là mượt mà luôn. Thấy không? Thế một cách nhẹ nhàng và xuống cũng thế. Rất là xuống nha các bạn. Rất là tốt. Và bộ đôi đĩa, nó là bộ đĩa Monovia nha các bạn. Đây là cao cấp luôn, bản này là bản mới nhất 2020. Vâng, 9X thì nó đã có những cái mẫu đã đi trước thời đại, đây chỉ là 2019 thôi, nhưng mẫu mới, mẫu của nó đã phát triển rất cao. Sắp tốt của nó, sắp tốt tiên đai các bạn. Rồi. Đây là lốp hơi. Lốp hơi các bạn đi sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng và êm ái luôn. Và vành nó là vành 9X, vành này là vành hợp kim nhôm. Đây là chắc rồi, để 9X này, ngay chỗ Kenda. Ok, và phanh đĩa thì sẽ tạo cho các bạn cảm giác đi rất là an toàn và chắc chắn hơn. Nip của nó gồm 8 tầng nha các bạn. Đây là nip Shimano 8 tầng. Ok, 8 tầng này nha. Mã 68. Và đĩa là gồm 3 tầng. Ok. Thì ok thì đây là cấu hình chung của chiếc 9X của DI.0 bản mới nhất 2020 này. Mình chuẩn bị để đóng hàng để cho một bác ở